xin chào toàn thể anh em. Lên cái clip ngắn này xin giới thiệu với anh em một sản phẩm Vitage cổ, đó là chiếc radio đến từ thương hiệu Nationan Panasonic với model là RD 789 anh em. Radio 2 cục rời, stereo 1 cục, chỉnh khiển ra đây. Nó bao gồm AM, FM và cái mã line tín hiệu phono hoặc là AUX ngoài vào đây, chỉnh hai kênh tiêu biệt nha nè. Được thiết kế hai hồi gỗ, mỗi cục như vậy được thiết kế hai cái hồi gỗ hai bên rất là đẹp, chạy hoàn hảo tất cả các tính năng FM, AM và ngõ phono AUX ngoài vào. Có hình lo thì mỗi cái máy như vậy là chạy một cái lo toàn giải 16 một tấc 6 đó. Em đo kích thước cho anh em tham khảo nha. Chiều ngang một cục như vậy là 33 phân. Nếu mà hai cái mà mình để sát lại nhau là thành 66 phân. Chiều cao là 26 phân cho chiều cao. Chiều sâu là 12 phân rưỡi ở chiều sâu. Hiện tại em đang phát tín hiệu AUX ngoài vào qua điện thoại. Anh em có nhu cầu em giao lưu thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại em trên tiêu đề 0908 217 658. Em ở Vũng Tàu, giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc. Hồng gỗ của từng em nè, hồi gỗ rất đẹp nha. Nước máy ngõ tín hiệu AUX ngoài vào, dây kết nối giữa cục máy chính và cục máy phụ. Cục máy chính đó là RE 788, máy phụ là RD 789. Hai loa hai cục kết nối với nhau đây. Đặc biệt của bộ này, nếu mà anh em thiếu một cái cục máy phụ thì mình sẽ không có ngõ tín hiệu AUX từ ngoài vào, chỉ nghe được radio không thôi. Có đủ cục máy phụ còn mới nghe được AUX luôn đó. Thì cái bộ này như vậy combo là chọn bộ đầy đủ. Lưới tâm kẻ rất đẹp. Em qua công viên bước chân âm thầm, ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chợt lên màu nắng. Em qua công viên mắt em hai volume phiên dịch chuyển qua radio nè. Radio đang để chế độ FM, tôi nên đại rồi. FM anh em lưu ý là hàng nội địa Nhật, FM chỉ tới 90 thôi nha anh em, nhưng mà bắt được một số đài Việt Nam, một hoặc hai đài. Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc cứ đó ôm anh mất nhẹ tay khi phút yêu mềm. Thời gian trôi qua và anh vẫn giữ những tâm hồn của đôi ta. Chiếc âm lo toàn giải cũng nghe rất là tốt anh em. Thank you.
rất đẹp nha. Có một cái lỗi nhỏ xin thông báo cáo đến anh em đi. Chỉ việc nhôm đây, anh em có thể thấy đây, bên đây nhôm tất cả đều liền. Máy vận chuyển gì bị mất hết một cái viền nhôm, một cái kiềng nhôm ở dưới đường này trên cái cục khiển nha. Bên đây thì có. Mất một cái kiềng nhôm đây. Còn lại là đủ. Lần sau. Nó bị dướng sóng nên tài nó hơi kém. Anh em nào mà giao lưu về những vị trí nhà mà nó thoáng là bắt tài rất là ok. Chúng ta có cơ hội khiến bác sĩ sử dụng thêm một số loại thảo dược để bảo vệ cổ họng bởi virus dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua cái bệnh. Cho người nhớ nhung.
ơi em.